Tập 26. Cô bị sao vậy? Trên đường không nói gì cả. Bằng chuyện giấy đi không đổi, không suôn sẻ phải không? Anh nói lung tung gì với đi không đổi vậy? Vì bà con ruồi bay qua trước mặt, còn biết là con đực hay con cái, đúng là dung tục. Là hắn ta tưởng cô là bí thư đường. Tôi chỉ là... Chỉ là gì? Tôi nghĩ như thế này. Cô nói xem bí thư đường là cán bộ lớn như thế nào. Đi không đổi chỉ là một tên trung đội trưởng nhỏ bé của Hán Giang. Cô có bắt chước giọng điệu của bí thư đường, tùy ý nói với hắn ta vài câu, hắn lại chẳng gật đầu lia lịa, đồng ý ngay đấy chứ. Sao? Vẫn là không bằng được à? Không lẽ nào? Không phải là không được, nhưng thái độ của đi không đổi cứng rắn bất thường. 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, cô muốn chuyển bao nhiêu vật tư cũng được. Cứ coi như tôi báo đáp ơn cứu mạng của Triệu Truyền Kỳ. Sau 10 ngày, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Gặp lại thì cũng phải dùng dao súng để mà nói chuyện với nhau. Đúng là kỳ lạ. Không phải chứ? Chuyện gì thế này? Rốt cuộc cô đã nói gì với đi không đổi? Đại ca, lúc bắt đầu không phải vẫn tốt sao? Sao lúc sau em đã nghe mùi thuốc súng rồi? Mày không nghe họ đường nói gì sao? Bảo chúng ta cải tà quy chính, gia nhập quân đội kháng Nhật. Cô ta nói cũng không sai mà. Làm Hán Giang cũng không phải đàng hoàng gì. Để bà con nói xấu sau lưng mình. Giờ là lúc người Nhật đuổi đánh quốc quân và bắt lộ. Có ưu thế hơn vẫn là người Nhật. Cái gọi là kẻ mạnh thì là vua. Bảo tao đầu quân cho đội quân kháng Nhật, khác gì bảo tao đầu hàng cho bác lộ. Thu nạp hơn 100 anh em của tao, đầu hàng bác lộ chẳng khác gì tự chặt đường sống. Vậy sau này đi không đổi tao còn tìm phụ nữ kiểu gì? Cô nói xem nào. Sao cô lại có thể nói cho đi không đổi chuyện này? Nếu hắn không tìm phụ nữ, có còn gọi là đi không đổi không? Có khuyết điểm, có tật xấu đều có thể sửa. Tôi vừa mới tiếp xúc, nhưng tôi thấy hắn vẫn rất lương thiện. Cô đây là đang lấy bình chấm để đựng nước tương à? Ép người mổ heo là bà đỡ đẻ. Ý của tôi là cô không thể lấy tiêu chuẩn chiến sĩ của ta để yêu cầu hắn đi không đổi. Nếu đi không đổi có thể sửa đổi cái thói xấu này, vậy bọn Nhật sớm đã cuốn gói tự cút về nhà rồi. Vậy hắn tìm phụ nữ lại là đúng à? Nếu là như vậy, tôi đề nghị hãy tiêu diệt hết Hán Giang ở Tiểu Dương Trang đi. Cô nhìn mình xem, sao cô lại nổi khùng lên với tôi như vậy? Ai đỡ khùng với anh? Vậy được, bình tĩnh đi. Hai chúng ta đều phải bình tĩnh. Uống chút trà rồi lại nói được không? Nhị Qua, Tiểu Đồng Phó, có chuyện gì? Nhị Qua, mang lá trà này đi pha đi. Pha cho cán xử lý một ống trà. Dạ được. Anh lấy lá trà ở đâu thế? Quán rượu. Hai đồng bạc. Chưa ăn một miếng nào. Tôi không tiện tay đem về một túi lá trà. Vậy tôi lỗ chết mất. Vậy tối nay tôi chắc chắn sẽ không ngủ yên. Nợ là do đi không đổi trả. Nợ là do đi không đổi trả sao? Vậy chúng ta lời rồi. Cuối cùng cô cũng cười. Quen biết cô lâu như vậy rồi, lần đầu thấy cô cười. Trà đến rồi. Trà pha xong rồi. Cậu đây là chồn cáo chúc Tết gà.
Vẫn chưa yên tâm sao? Cô nói tôi gì cũng được. Đừng nói tôi là chồn cáo. Dù cô nói tôi là bãi cứt chó cũng được. Cô đừng tự hạ nhục bản thân. Cô không phải gái lầu xanh. Tôi thừa nhận tôi muốn thân thể cô. Có lúc chính tôi cũng thấy mình chẳng ra cái gì. Nhưng mà chịu, không sửa được. Có chết cũng không sửa được. Tôi đối với cô rất khác. Cảm giác của tôi với cô rất khác. Dù bên cạnh tôi có nhiều nữ nhân hơn, tôi cũng chẳng thấy có gì. Trong đầu đều là cô. Tôi luôn nghĩ về cô. Nghe cậu nói những câu này thật là cảm động. Nghe đến bước mũi tôi cũng cay xè, nước mắt cũng rưng rưng rồi. Cậu bỏ ra bao nhiêu tiền mời Tú Tài Đào viết cho vậy? Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Càng sĩ giả tôi lại càng thấy thú vị. Thật ra tối nay tôi qua đây là muốn thương lượng với cô một việc. Cô nhìn bên ngoài và đang chiến tranh loạn lạc. May mà Tiểu Dương Trang vẫn còn trong tay tôi. Tôi muốn đồn ra bên ngoài nói cô đã là người của tôi. Yên tâm, tôi không có ý mạo phạm cô. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô. Đi không nổi, cậu đừng tốn tâm tư nữa. Dù cái thân này của tôi có phải đi ăn xin, cũng không cho tên tay sai hán gian như cậu. Nói xong rồi thì cút cho tôi. Chu Trung đội trưởng, hiếm thấy đêm tối thế này mà ra ngoài một mình đi dạo. Không sợ gặp chuyện à? Có thể gặp chuyện gì? Trong cái hẻm này không phải vẫn có một đống chó canh đó sao? Tôi biết, có thể lão đệ có ý kiến với tôi. Nhưng hiện giờ là thiên hạ của người Nhật, hai chúng ta đều làm việc cho hoàng quân. Nói thẳng ra chính là cùng hội cùng thuyền. Bình thường ở chỗ nào còn không được chu đáo, vẫn mong quân đệ rộng lượng bỏ qua. Thiên hạ của ai? Suy cho cùng đây vẫn là khu vực của người Trung Quốc. Ở trên địa bàn của tôi, không đến lượt ông dạy tôi phải làm gì đâu. Đúng, ở trên địa bàn này ai mà không biết quy phong của Chu Trung đội trưởng. Hay là như vậy đi, tôi mời Chu lão đệ uống vài ly. Thật khỏi đi, ông đây không có phúc phận đó. Tiểu đồng phó, các xử lý. Đi không nổi, cũng đó là giữ lời thật. Đã cho đợt hàng thứ hai qua rồi. Nếu sớm biết như vậy, nên thông báo cho các đồng chí dưới Thái Nguyên. Chuyển hết số thuốc ấy lên núi một lần. Một lần mà vận chuyển nhiều thuốc như vậy quá lộ liễu, dễ bị phát hiện. Đợt thuốc cuối cùng lúc nào chuyển đến? 3 ngày sau. 3 ngày sau à? Vì đợt thuốc cuối cùng chắc cũng phải trải qua 10 ngày. Phải nghĩ cách thăm dò ý đồ của Đi không nổi. Tiểu đồng phó nói rất đúng. Lúc đó cũng không giao hẹn với Đi không nổi. 10 ngày này bắt đầu tính từ hôm nào. Nếu Đi không nổi dở trò, ngày giao hẹn cũng tính là 1 ngày. Vậy 3 ngày sau chính là ngày thứ 11. Nói như vậy, vẫn phải hẹn với Đi không nổi một lần nữa. E rằng hắn sẽ không đi gặp chúng ta nữa. Hay là vậy đi, tôi về Tiểu Dương Trang một chuyến. Một là để thăm sư lương của tôi, hai là để bà ấy nghĩ cách thăm dò ý đồ của Đi không nổi. Một mình anh đi sao? Sao vậy? Cô sợ tôi vi phạm kỷ luật à? Vẫn nên đi cùng Lý liên đội phó. Được thôi. À.
Đợt hàng thứ hai của bác Lộ đã thả đi rồi. Thả đi rồi. Đợt thứ hai bọn họ vận chuyển cái gì? Là thuốc. Thuốc à? Đợt tiếp theo lúc nào thì chuyển tới? Dựa theo thời gian chuyển hàng hai lần trước, có lẽ là 3 ngày sau. Vậy đại ca, chúng ta không thể nói lời nuốt lời chứ. 10 ngày chính là 10 ngày. Đương nhiên, tao nói 10 ngày chính là 10 ngày. Nhưng mà ngày giao hẹn cũng tính 1 ngày. Nếu sau 10 ngày họ vẫn chuyển hàng, vậy không cần khách khí. Giữ lại để anh em chi giao chút tiền của bác Lộ. Đại ca, làm vậy không trượng nghĩa. Giờ chúng ta đang làm việc bảo hiểm tính mạng. Tao không thể để anh em bảo hiểm vô ích được. Cho họ ít tiền, để họ sau khi rời khỏi tao cũng có thể nuôi vợ con. Sư nương, Truyền Kỳ, các cậu về đúng lúc lắm. Dư Tiểu Lục vừa rời đi. Đây là thứ Dư Tiểu Lục vừa đưa tới. Cũng mới rời khỏi đi thôi. Tên đi không đổi này cũng biết tính toán. Sư nương, người phải luôn đề phòng đi không đổi. Ta biết rồi. Các cậu cứ yên tâm đi. Ta vẫn đối phó được với hắn. Đúng rồi, bên Tiểu Lục ta phải nói lại như thế nào? Cứ đưa cho cậu ta cái này đã. Biết rồi. Đợi các cậu đi rồi ta sẽ tìm nó. Anh quả nhiên đoán trúng rồi. Hắn đúng là có mưu đồ. Nhất định phải chở thuốc đi trước. Xem ra tôi phải đi một chuyến tới Thái Nguyên. Một mình cô sao? Từ núi Phần đến Thái Nguyên tôi đã đi không biết bao nhiêu lần. Không sao. Vậy được. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Nếu đợt thuốc cuối cùng không thể thay đổi được thời gian vận chuyển, cô không cần cố. Tôi có cách xử lý đi không đổi. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy gì? Nguyện gì quả phụ? Nguyện gì quả phụ sao? Cô ta không phải đã sớm rời khỏi Tiểu Dương Trang rồi sao? Không thể nào. Chính là cô ta. Đi, đến nhà cô ta xem. Được. Đi xem. Được. Đại đội trưởng, bếp vẫn lạnh ngắt, không có ai ở đây hết. Không phải chứ? Lúc để rõ ràng có thấy mà. Tôi đoán này đại đội trưởng, có khi đã anh nhớ quyền gì quả phụ nhớ đến qua cả mắt rồi không? Bớt nói giảm đi, làm gì có thời gian đứng đây tắm chuyện với cậu. Đi. Chữ này cậu cũng không biết à? Không phải chứ. Cậu bị sao vậy? Có một chữ cũng không biết. Quốc. Quốc trong Trung Quốc. Nước đó. Từ khẩu từ quạt. Chỉ có mỗi chữ quốc. Đoán xem sao mà cậu lại không nhớ ra được. Cả một buổi sáng rồi. Bà mẹ sinh con cũng chẳng phiền thế đâu. Đúng là ngu ngốc. Cút đi, cút sang một bên. Quốc. Từ này đọc sao ta?
Nhóc cố ý đúng không? Cố ý gì ạ? À? Từ sau khi cắn xử lý đi, hai ngày nay anh ta tóm được ai hành hình đó. Nhóc còn đâm đầu vào nòng súng. Bình thường nhóc cũng thông minh mà. Giờ đâu hết rồi? Không nhìn ra được. Hai ngày nay có tâm sự gì nào? Em sớm đã nhìn ra anh ấy cắn xử lý có vấn đề. Tôi cũng thấy thế, nhưng cũng không giống. Như người ta ấy đều nắm tay này, ngắm mặt trăng này, còn ca hát nữa. Anh em nhìn lại hai người họ đi. Cứ gặp là cãi nhau, chưa có lúc nào dừng cả. Có lúc ấy họ không thể ăn luôn người kia. Em nói cho anh biết, anh không thấy đâu. Hai người họ lúc mà ngọt ngào cũng ghê lắm đấy. Như nào chứ? Thì như thế này này. Đi ra. Đang làm cái gì vậy? Có gì đâu. Ba ngày ban mặt đùa nghịch với hai con gấu chó ấy. Không ngờ. Tôi không ngờ tới thật. Ngờ cái khỉ gì mà ngờ. Ban ngày ban mặt mơ cưới vợ à? Cậu đi thay đồ đi. Thay đồ làm gì? Ra ngoài cho thoáng. Hỏng mong càng thoáng, còn thay đồ làm gì? Đang làm gì thế? Đi ra. Làm gì thế? Cút. Điên à? Đi, dậy lên. Đợi đã, xếp hàng hẳn hoi vào. Được rồi, đi qua đi. Đi. Đi nhanh. Đám này, dừng lại. Đứng lại, kiểm tra. Cho đi. Nào, đi thôi. Dậy lên, bao lên, theo sát đi. Đi thôi. Đi nhanh lên, đừng có chặn cửa thành. Dậy lên. Kiểm tra. Đứng lại. Đứng lại cho tôi. Đại đội trưởng. Thôi đại đội trưởng. Xe kéo thứ gì vậy? Tôi kiểm tra rồi. Trên xe là hàng thôi. Qua đây nhanh lên. Giấy thông hành. Xem đi. Là giấy thông hành hàng hóa. Trên xe là hàng mà. Trên đó viết rõ rành mạch. Trên xe là thứ gì vậy? Khung đúc người ta đặt. Trên giấy có viết rồi mà. Anh là chủ hàng. Tôi là chủ hàng. Tam trưởng quỹ của Hậu Đức Thành ở Thái Nguyên. Bạch Cảnh Thăng. Hậu Đức Thành. Lâu đời đấy. Theo tôi được biết, Hậu Đức Thành có ngựa lừa riêng mà. Đây không phải kế hoạch dẹp loạn trị an mà Hoàng Quân thực hiện. Trưng dụng hết ngựa lừa của tiệm nhỏ rồi sao? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mở ra, được. Đại đội trưởng, bên trên chỉ có một số hàng, chẳng có gì nữa.
Đứng yên đó. Dư Tiểu Lục, trên xe phát hiện thuốc tây, cậu nói xem phải làm sao? Nên làm thế nào thì làm thế đó, đúng chứ? Thôi đại đội trưởng, phải rồi. Nếu tam chưởng quỷ đã biết điều như vậy, vậy theo tôi về Đông Phòng một chuyến. Chúng ta đến chỗ đại tá Odo giải thích cho rõ ràng. Đi thôi, đợi đã. Thôi đại đội trưởng, việc này tôi thấy không được hợp lý. Việc này nên thương lượng với trung đội trưởng chứ. Vậy giờ cậu đi nói với cậu ta một câu. Nếu cậu ta thấy có chỗ nào không thỏa đáng, đến chỗ đại tá Odo mà tìm. Tôi nghĩ không cần phải đến Đông Phần, một lãng phí thời gian, hai là đừng gây ra hiểu lầm, làm tổn hại đến quà khí của Thôi đại đội trưởng và Lý hội trưởng. Ai? Đợt thuốc này là hội trưởng Lý Vạn Bình của hội tân dân Đông Phần giờ tôi mang đến thôn Đoài để chữa bệnh cho người nhà. Lý Vạn Bình, người này tôi biết, ba ông ta chính là đại gia của thôn Đoàn tên Lý Trường Thọ. Dư Tiểu Lục, cậu biết cũng nhiều quá đó. Vậy anh lẽ là Thôi đại đội trưởng không biết Lý hội trưởng sao? Ông ấy là khách quý của tướng quân ta ra đấy. Tôi nhớ Thôi đại đội trưởng hình như cũng kiêm cả chức vụ bên đội tân dân Đông Phần, còn lấy cái tiền lương, đúng chứ? Nếu đã là đồ của Lý hội trưởng, đương nhiên là chuyện khác rồi. Nhưng đó không chứng cứ. Nếu tôi cứ như vậy mà thả ra, hoàng quân trách tội xuống, Thôi Mỗ đây không thể gánh nổi trách nhiệm. Như vậy đi, tôi cử người đến thôn Đoàn một chuyến. Nếu người già của Lý hội trưởng biết đến đống thuốc này, vậy đương nhiên tôi sẽ thả đi. Như thế này cũng không cần kinh động đến hoàng quân. Cũng được. Cậu đến thôn Đoàn một chuyến, hỏi rõ tình hình đi. Đi nhanh về nhanh. Rõ. Bao đến Đông Phần, nói với đại tá Odo tình hình ở đây, để về đến Tiểu Dương Trang. Rõ. Vẫn gửi lời thăm hỏi Lý hội trưởng hộ tôi. Yên tâm đi đại đội trưởng, tôi nhất định sẽ gửi lời. Yên tâm, đồ của Lý hội trưởng tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Tạm chuẩn quỷ, vào trạm canh gác uống ly trà. Có chuyện rồi. Cậu chơi tôi thì tôi chơi lại. Không sao. Đau mắt, dọ tí thuốc. Tiểu đồ phó, thuốc cán xử lý đưa dùng tốt không? Đương nhiên là tốt, rất thoải mái. Thoải mái chỗ nào vậy? Trong lòng hả? Vậy qua, dốc con học thói xấu rồi sao? Nếu anh mà dám đánh em, em sẽ tố cáo với cán xử lý. Anh đánh bắn chiến sĩ, xử mày này. Xử ai hả? Còn dám tố cáo không? Dám không? À, không, không tố cáo nữa. Truyền Kỳ, Truyền Kỳ, Truyền Kỳ à? Sư nương. Chú đội trưởng. Đại ca, đại đội trưởng tuần tra phòng vệ. Chú đội trưởng vàng giả quá. Có quen biết người bạn này không? Lạ lắm, tôi chưa từng gặp người bạn này của Thôi đại đội trưởng bao giờ. Bạn của tôi. Câu trả lời của chú đội trưởng đúng là kín kẽ. Hai bọn tôi cũng mới quen biết thôi. Ngay trạm gác trước, phát hiện một lô thuốc, tiến vào khu phi trị an nghiêm lệnh của hoàng quân. Lục Di, có
Bắt tên bắt lộ này cho tao. Rõ. Đợi đã. Sao cậu đoán được hai người bạn này là bắt lộ? Sao không nói gì hả Chu đội trưởng? Bảo Chu đội trưởng trả lời thế nào đây? Khu không trị an là gì? Không phải để chỉ địa bàn của bắt lộ sao? Bắt lộ gọi là căn cứ kháng giật. Chu đội trưởng trả lời ngài rồi. Ngài thấy có ai lại hỏi như vậy không? Ngài mau trả lời đi. Đâu có bị lừa đá, cũng không hỏi như vậy. Vậy nên Chu đội trưởng là giả vờ hồ đồ. Đây là đang giữ thể diện cho ngài. Im miệng. Đâu có thôi đại đội trưởng. Bị lừa đá lúc nào vậy? Còn cậu là ai? Lại có thể láo xược đến vậy? Tại hạ là tam trưởng quỷ của Hậu Đức Thành của Thái Nguyên. Đại ca, lô hàng này là của hội trưởng Lý Dạng Đình. Là hiểu lầm. Hiểu lầm phải không? Giờ đưa ra kết luận còn quá sớm. Tôi đã phái đi xác minh rồi, sẽ quay lại ngay thôi. Chu đội trưởng, lô thuốc này phải tạm thời tịch thu. Còn vị tam trưởng quỷ này, mong đại đội trưởng yên tâm. Tôi sẽ đưa hắn tới một nơi thích hợp nghỉ ngơi. Lục Di, có. Đưa tam trưởng quỷ đến phòng nghỉ ở phía sau giường. Nếu đã là người của Lý hội trưởng, không thể thất lễ được. Rõ. Tam trưởng quỷ, mời. Ta chính mắt nhìn thấy ở cổng thành, không sai được. Thôi béo Hồng Dư toàn đơn thương độc mã, hắn ta không dám ra tay ngay, nhất định sẽ cử người đi báo tin cho Âu Đô. Vậy qua, cậu mau quay lại, bảo Dung Đội Lý đưa ra một tiểu đội thay thường phục chặn đánh Âu Đô ở Diều Tử Câu. Nhớ rõ, phải dùng cờ hiệu của cô lão Tam. Tiếng lóng của Sơn Phỉ chắc cậu biết rồi. Nói cho Dung Đội Lý đánh cho mạnh tay, nhưng đừng có giết chết Odo. Tại sao? Tôi muốn dùng tay của Odo tiêu diệt tên khốn nạn của lão Tam này. Cậu đem theo chiến sĩ hai tiểu đội khác, đợi tôi ở rừng ngoài Tiểu Dương Trang cũng thay thường phục. Ngoài ra, đem theo cả túi công văn mà lần trước chiến đấu đoạt được. Tôi phải dùng đó, biết chưa? Dạ biết. Rõ. Sư nương, người mau quay về đi. Gặp được Chu Tiểu Lưu thì nói như thế này. Đại đội trưởng, sao mà phát hiện ra thuốc? Nói ra đi, cũng để anh em mở mang tầm mắt. Cũng đơn giản thôi. Mấy xe phía trước rất nặng, mấy xe phía sau lại rất nhẹ. Thứ càng quý giá thì lại càng nhẹ. Đây cũng là tâm đắc bao nhiêu năm qua của tôi. Làm chuyện này thì ông là quả phụ lâu năm, lão luyện rồi. Không thì hiệu buôn phát đạt của ông cũng không càng làm càng lớn mạnh. Chu đội trưởng như muốn làm ăn, tôi đây cũng có đôi chút kinh nghiệm, có thể nói với cậu. Tiền gì cũng có thể kiếm, nhưng nếu như làm ăn với hai chữ bát lộ này, tốt nhất đừng động đến. Đó là tội chết đấy. Đại ca, đại ca, chuyện lớn rồi. Triệu Truyền Kỳ ở đâu? Ngoài thôn, không đến ba dặm. Canh gác lưu động phát hiện ra, không dám kinh động. Có bao nhiêu người? Có tầm một hàng. Một hàng. Đại ca, có phải đến vì đóng thuốc đó không? Nếu là như vậy thì thôi, đại đội trưởng nói trúng rồi. Tên tam trưởng quỷ kia đúng là của bát lộ. Cử người coi kỹ tam trưởng quỷ và thuốc. Rõ. Thôi đại đội trưởng, ý của tôi là đánh bất ngờ, cho Triệu Truyền Kỳ một vố đã. Không thì khi hắn tiến vào trong thôn, ta sẽ thành bị động. Không chỉ là một hàng thôi sao? Ba đánh một. Trận này nếu không thắng, tôi sẽ về nhà ôm con. Đại đội trưởng, ngài nói xem. Nếu cậu có thể bắt sống Triệu Truyền Kỳ, Chu đội trưởng, tôi sẽ xin thưởng cho cậu trước hoàng quân. Cảm ơn đại đội trưởng. Tiểu Lục, tập hợp quân đội. Bò thấp, mau lùi lại, trốn đi, bò lên. Tiếng lóng tôi dậy đã nhớ rõ chưa? Nhớ kỹ rồi. Còn nữa, không được sử dụng quả lực đang chéo, không được sử dụng lựu đạn. Chốt một câu thôi,
Trận đầu tiên gia nhập đội ngũ đánh như thế nào, hôm nay đánh như thế, đã hiểu. Chim quả lộ đầu rồi. Các anh em, chào hỏi khách. Lên móng nào. Ông nấp. Danh. Bắn chính xác, sắt lá muốn hàng, thả người đi. Đối phương không có quả lực mạnh, xông lên. Rõ. Đá. Bắn. Rút lui. Mau rút. Rút lui đi. Đã nói rõ rồi, đây là chiến lợi phẩm. Chúng ta cứ bắn 10 giây phát súng, sau một canh giờ về lại Tiểu Dương Trang. Không có thi thể làm thế nào? Đại ca, hai hôm trước mới bắt được hai tên buôn lậu thuốc lá mà. Để chúng mặc quần áo của quân bắt lộ, chắc chắn không nhìn ra được. Hai tên này cũng không biết hại bao nhiêu người, cũng đáng chết. Các anh em, Triệu Trường Kỳ ở ngay trước mặt, bắt sống có thưởng. Các anh em xông lên. Bắt sống Triệu Trường Kỳ. Bắt sống Triệu Trường Kỳ. Cô đói lắm. Nghe tôi nói, lúc rút quân, cậu dẫn theo hai người đến trước nhà cậu. Cậu phải làm cho động tĩnh lớn lên, nhất định phải làm như có chuyện, biết chưa? Nhưng đồ vật thì đừng có làm dở, càng đừng để mất. Qua vài ngày tôi còn phải trả lại cho cha cậu. Tiểu đồng phó, chúng ta chưa bao giờ tự cướp nhà mình bao giờ. Hay anh đổi người khác đi. Đổi người khác chứ gì? Được. Vậy đừng theo tôi nữa. Ở đâu mát mẻ thì ở đó đi. Nhìn quả bóng đấy à? Cậu không đi ai đi? Không phải, cậu không đi ai biết nhà cậu? Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vậy không phải xong sao? Tiểu đồng phó. Tiểu đồng phó, Dương Tiểu Lục dẫn bọn đi không đổi sang phía tây rồi. Một canh giờ sau về thôn. Chuyện vừa nói đã nhớ rõ chưa? Nhớ rồi. Vậy qua, lúc sắp rút quân, đốt nhà cậu đi nhé. Cái gì? Hả cái gì mà hả? Cô lão Tam mỗi lần cướp bóc, cuối cùng không phải đều đốt nhà hết sao? Vậy cũng không thể đốt nhà em chứ. Tôn Vị Qua, tôi nói này, giác ngộ cách mạng đâu hết rồi? Không đốt nhà cậu, đốt nhà ai? Nói xem nào. Lại nói, cái căn phòng rác nhà cậu nên sớm sửa sang lại rồi đúng không? Hay vậy, tiền sửa nhà xin lương tôi lo. Vậy được chưa? Làm gì có chuyện bắt lộ đi đốt nhà người dân. Anh đúng là bắt lộ nửa mùa. Nếu cậu đã nói như vậy, là đốt nhà sư nương tôi thôi. Vậy hài lòng chưa? Vậy cứ đốt nhà em đi. Đúng rồi. Nào, đem hết mặt nạ lên. Đến lúc đó đỡ nhận ra người mình. Đeo lên. Đã xong chưa? Xong. Đại đội trưởng, sao tên giật đó chưa đến? Tam Dũng Quỷ đâu? Ở phòng sau hậu viện. Vừa đi ngó một phát, ngủ rồi. Nhớ trong kỹ hắn ta, nhất định không được để chạy mất. Ngô Lão Tam xuống núi rồi, thổ phỉ đến rồi. Ngô Lão Tam xuống núi, thổ phỉ đến rồi. Nhanh lên. Ngô Lão Tam, chỉ có anh mới nghĩ ra được. Nhanh lên.
Chúng ta là thổ phỉ, giết người cướp của. Hai cậu bên kia cướp cho tôi. Rõ. Hai cậu theo tôi. Rõ. Cướp rồi, cướp hàng rồi. Đừng để quân bị chạy mất. Các xử lý, các xử lý. Tôi ở đây. Đập ra. Là tôi. Đã sớm nghe ra rồi. Vừa qua đem thuốc rút thôi. Rõ, đi. Mau trả lại đồ cho tôi. Đừng lấy đồ của tôi. Làm gì thế? Đừng đi. Còn dám theo, lão tử bắn chết ngươi. Lão già vô dụng. Trả lại đồ cho tôi. Bọn thổ phỉ các người. Trả đồ cho tôi. Nói mày đấy. Nào, đi qua đó xem sao. Mau châm lửa, đốt nhà này đi. Nhanh lên. Đừng đốt mà. Đừng đốt nhà tôi. Đừng. Cút. Đây. Sau này chúng ta là anh em rồi. Ai làm anh em với anh? Tôi không có anh em làm hán giang với anh. Sau này nếu gặp trên chiến trường, tôi nhất định sẽ bắn lên trời. Sao ngọn lửa lớn này vẫn chưa tắt vậy? Tôi vào thôn xem sao. Anh giả vờ là Ngô Lão Tam cũng được. Vừa cướp đồ vừa đốt nhà. Có gì khác thổ phỉ không? Tôi thấy lần này tôi không làm sai. Nếu đã giả vờ thổ phỉ, vậy phải làm cho giống. Không thể cấm cộng hành cho mũi lợn mà làm giả dôi được. Mấy ngày không gặp, nhìn bằng cặp mắt khác đấy. Cũng biết cả dôi rồi. Giờ bọn tôi ngày nào cũng kiên trì học chữ, đọc tin nhắn ở căn cứ. Tôi đọc cũng ngấp ngang ngấp ngửng, nhưng vẫn hiểu được là phải học. Không giống như trước, như thằng ngốc ấy, đọc cái tin nhắn cũng trơ mắt ếch. Cưới vợ đến tận giường rồi cũng không biết phải làm gì tiếp. Triệu Trường Kỳ, anh nói lung tung rồi. Nói lớn như vậy làm gì? Tôi chỉ ví dụ thôi mà. Đương nhiên, cái ví dụ này của tôi cũng hơi thô tục. Lần sau nhất định sẽ chú ý, được chưa? Nếu bà con của Tiểu Dương Trang biết bộ đội ta đốt nhà cướp của, vậy sẽ phá hoại hết danh tiếng của buôn Bắc Lộ. Cô yên tâm đi. Đốt nhà cướp của tôi đều có chọn lọc hết. Ngô nó lắm kia, giống là người của chúng ta. Cướp nhà cậu ta không tính là cướp. Hôm nay tôi đích thân mang đồ trả lại. Xin lỗi cậu ta. Cô yên tâm, lão Ngô nhất định sẽ tha thứ cho tôi. Vậy đốt làm gì? Lần này đốt nhà của Tôn Dị qua, mọi người sẽ tin chắc là do thổ phỉ làm. Anh đốt nhà của Dị qua rồi, bảo bà mẹ nó ở đâu? Anh có nghĩ tới chưa? Dị đó nghĩ kiểu gì? Vậy họ có thể đến nhà Đại Qua ở tạm vài tháng. Nhà Dị qua rách nát lắm rồi, nên sớm xây lại mới đúng. Hay như thế này, ngày mai tôi sẽ bảo sư nương đưa cho nhà bảo họ 15 đồng bạc để Dị qua xây nhà mới. Vậy sao? Sư nương anh đúng là hào phóng thật đấy. Dì anh. Sao? Không phải. Câu này của cô là ý gì? Có ý gì đâu. Tiểu đồng phó. Tiểu đồng phó. Không ổn rồi. Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Trời sập hả? Đã có tôi đỡ rồi. Từ từ mà nói. Không khống chế được lửa. Đột nhiên đổ gió rồi. Đốt luôn nhà của lão Tiền và Dương Tam Bá rồi. Người không sao chứ? May mà người không sao. Tôn Tiểu Hòa đáng chết này. Tôi nói với cậu thế nào? Tôi bảo đốt nhà cậu. Cậu chắc thành mình lên chứ gì vậy? Sao không đốt hết tất cả nhà của Tiểu Dương Trang? Đúng là. Triệu Trường Kỳ, anh làm gì thế? Anh đang la mắng chiến sĩ, là tác phong nhân phiệt. Anh còn giống tiểu đoàn phó của quân Bắc Lộ không? Nào. Không phải anh làm điều. Có xảy ra sự việc gì không? Trong nửa đốt nhà, chỉ có anh mới nghĩ ra được. Lại gây quả rồi. Cái tên Ngô Lão Tam đáng chết kia. Không phải mày nói đây là Ngô Lão Tam cho Triệu Trường Kỳ đóng giả sao? Sao mà đốt nhà thật vậy? Đúng thế. Sao mà đốt thật rồi?
Triệu Truyền Kỳ đúng là bắt lộ nửa mùa, việc quái gì cũng làm ra được. Giờ tao chỉ cần nghe đến ba chữ Triệu Truyền Kỳ này, não như muốn nổ tung ra. Đối phần lương ta có quy tắc, tội lớn đến mấy cũng không lớn bằng giết cha, cướp vợ, đào mộ, đốt nhà. Theo quy tắc, người chăm nữa đốt nhà sẽ bị trói đến đầu thôn thiêu đến chết. Tôi không thể trốn ở đây, tôi phải đi xem Lão Tiền và Dương Tâm Bá. Anh không được đi đâu hết. Tại sao? Tôi nói không được đi là không được đi. Chuyện lớn như thế này phải báo lại với cấp trên. Cô báo là chuyện của cô. Tôi tìm sư nương lấy tiền xây nhà, hai việc không liên quan. Không được, cử người đưa thuốc vào núi đã. Tôi đi cùng anh đến Tiểu Dương Trang. Vậy cô tự đem thuốc vào núi đi, tôi cử người qua theo cô. Tội tôi gây ra thì tôi phải chịu. Tội anh gây ra đương nhiên anh phải chịu rồi. Nhưng mà tôi phải canh chừng anh, đừng để vừa sửa xong một tội lại ra thêm một tội nữa. Cô nói cái gì vậy? Chính là không tin được anh đó.